Lộc Nguyễn xin chào quý vị. Hôm nay Lộc Nguyễn được đi đến một cái căn nhà, một căn nhà rất là nổi tiếng và được tất cả mọi người biết đến với một căn nhà cổ. Các vật dụng được trưng bày trong nhà được làm bằng những cái loại gỗ quý cũng như là những cái loại gốm sứ rất là quý và hiếm luôn nha quý vị. Một cái ngôi nhà nằm hai mặt tiền luôn nha quý vị. Với thiết kế là một trệt, hai lầu, có phong cách rất là châu Âu và hiện đại, với rất là nhiều phòng ngủ cũng như là phòng để cho gia chủ mình tiếp khách luôn. Chào mừng quý anh chị trở lại với kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn. Đến với chương mục hôm nay, Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một cái căn nhà rất là đặc biệt luôn nha quý anh chị. Cái căn nhà này thì nó đã đưa vào huyền thoại luôn đó, rất là hấp dẫn luôn nha quý chị. Quý chị đừng rời màn hình để Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý chị chi tiết bên trong một cái căn nhà của công tử Bạc Liêu nha quý chị. Thì cái căn nhà này rất là cổ kính luôn, với hơn 100 năm nha quý chị đó. Thì quý chị hãy theo dõi hết video để Lộc Nguyễn sẽ review chi tiết bên trong căn nhà nó đẹp như thế nào nha. Và đây là phần ngoại quan của ngôi nhà mà Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị đây. Thì cái căn nhà này á là căn nhà của công tử Bạc Liêu, được xây vào năm 1919, được tọa lạc trên một cái con đường mặt tiền rất là rộng rãi và thoáng luôn. Phía trước ngôi nhà thì nó có một cái con sông nè quý anh chị. Nói tới Bạc Liêu, người ta không chỉ nhắc đến Cao Văn Lầu cùng nghệ thuật đơn ca tài tử, mà còn nhiều lắm những giai thoại về Ba Huy, công tử Bạc Liêu, nổi danh ăn chơi nức tiếng một thời. Du lịch Bạc Liêu sẽ thật sự thiếu sót nếu bạn không dành thời gian tham quan nhà của công tử Bạc Liêu để tận mắt chiêm ngưỡng được cái kiến trúc bề thế của căn nhà lớn nhất lục tỉnh miền Tây khi xưa nha. Nhà công tử Bạc Liêu hiện tọa lạc tại số 13, Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, nằm cạnh bờ sông Bạc Liêu. Ngôi nhà mang kiến trúc rất là phương Tây và sang trọng nha quý anh chị. Được xây dựng vào năm 1917 đến năm 1919 thì hoàn thành. Ngôi nhà sở hữu kiến trúc bề thế nhất lục tỉnh miền Tây thời điểm lúc đó, nên được người dân nơi đây gọi cái tên là nhà lớn. Dinh thự do ông Trần Trinh Trạch, tức Hội Đồng Trạch, cha của công tử Bạc Liêu, xây khi công tử Bạc Liêu mới 19 tuổi. Ông Trần Trưng Trạch là chủ sở hữu của 74 sở điền với 110.000 hecta đất trồng lúa, gần 1.000 hecta ruộng muối. Khi đó toàn tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ có 13 lô ruộng muối thì 11 lô là của ông. Ông Trạch có đến 7 người con, 4 con gái và 3 con trai. Trong ba người con trai, Trần Trinh Huy ăn chơi khét tiếng và nổi tiếng mê gái. Được biết tổng số tài sản mà công tử Bạc Liêu được thừa hưởng và tiêu hao vào ăn chơi xa xỉ ước tính lên tới 5 tấn vàng. Ngôi biệt thự do kỹ sư người Pháp thiết kế, hầu hết vật liệu xây dựng được mang từ Pháp về. Nhiều chi tiết, vật liệu, đồ nội thất trong nhà được nhập khẩu từ Pháp, từ các bù lông COVID cho đến những chi tiết xây dựng đều được đóng dấu chìm mẫu pha B để thể hiện xuất xứ. Ngay khi bước chân vào ngôi nhà, du khách sẽ bị cuốn hút bởi những nét thiết kế tỉ mỉ, tinh tế, toát lên vẻ sang trọng và hào hoa. Những chiếc đèn màu vàng tỏa ánh sáng lung linh, tạo cảm giác ấm cúng và lịch lãm. Trên mỗi cây cột của ngôi nhà đều được trang trí hoa văn đẹp mắt. Từng một, từng trệt của dinh thự gồm hai phòng ngủ, phòng khách cùng hai đại sảnh cùng với cầu thang lớn dẫn lên lầu. Trên lầu cũng có hai phòng ngủ và hai đại sảnh rộng, thoáng, hút mắt gió, khiến cho dinh thự luôn thông thoáng cũng như là mát mẻ.
Đến nay công trình đã hơn 100 tuổi, nhưng những giá trị kiến trúc, nghệ thuật tại dinh thự của cậu Ba Huy không những không bị lạc hậu so với thời thế mà trái lại càng trở nên quý giá và được đánh giá cao. Phần nhà bếp của căn nhà được cải tạo thành quầy bán vé cho khách tham quan. Trong nhà còn trưng bày rất là nhiều đồ vật gắn liền với những giai thoại của Hắc Công Tử. Đây, chiếc ô tô được ông Trần Trinh Trạch mua năm 1930 tại Sài Gòn để đó cho con trai là Công Tử Bạc Liêu đi du học ở Pháp trở về. Tham quan nhà Công Tử Bạc Liêu, hiện nay bạn sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá còn sót lại như hai chiếc giường nóng và lạnh, bộ trường kỷ được làm từ tấm gỗ nguyên, bộ bàn xoay tam lân, bàn tròn mặt bằng đá, chân quỳ tam giác có chạm ba con lân, bộ tượng bành có chiếc hình bành đặt trên lưng voi, sạp tam thành ba vách là nơi ngủ của Trần Trinh Khương, em trai của Công Tử Bạc Liêu, giường ngủ của ông bà Hội Đồng Trạch, giường cho khách hút thuốc phiện, bàn đánh bài, bình hoa đều là những vật dụng rất có giá trị. Tuy trải qua thời gian có mất mát nhiều, nhưng những gì còn lại cũng đủ chứng minh cho một cuộc sống hào hoa và vương giả của chủ nhân căn nhà. Hầu hết đồ vật trong nhà của Công Tử Bạc Liêu được bảo tồn nguyên vẹn. Nhiều đồ dùng như máy nghe nhạc, điện thoại, bàn thậm chí vẫn còn hoạt động. Cầu thang tầng 2 được làm bằng đá cẩm thạch, chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn 9 bậc, tượng trưng cho trường tồn vĩnh cửu. Cầu thang gỗ dẫn lên sân thượng, trước đây là nơi ông Hội Đồng Trạch, cha của Công Tử Bạc Liêu dùng để phơi tiền.
Và đây là bức ảnh có đầy đủ các thành viên của gia đình công tử Bạc Liêu. Còn đây là cái giường ngủ rất là quý nha quý anh chị. Cái giường ngủ này trị giá là 10 tỷ. Còn đây là những cái bức ảnh mà gia đình công tử Bạc Liêu treo thời xưa nè quý anh chị. Nhìn rất là cổ kính ha. Và đây là những cái hiện vật mà gia đình công tử Bạc Liêu sử dụng, như là máy nghe nhạc nè quý anh chị. Máy nghe nhạc này vẫn còn sử dụng được nha. Anh xin tự giới thiệu, anh là công tử Bạc Liêu, giàu nhất trong vùng, gia tài bạc triệu, của cả đời nhà ruộng đất thì phì nhiêu, thôi mà nói chi nhiều, hỏi người ta đi tự hiểu. Nhà to thì anh có chỉ vài căn, mà nói về gia nhân thì anh tính có vài trăm. Xí hơi xí hủng nằm lấn lất ở ngoài sân, mấy cái đồ quỷ sứ anh chạy được vài lần. Nhà đất nhà anh thì cò bay mà gãy cánh, nên mỗi lần muốn thăm đồng là phải bay lên mây xanh. Trong khi mây xanh thì đôi khi anh thấy lạnh, đành hút điếu xì gà uống luôn chêm bêm. Anh còn có thói quen là đốt tiền mà nấu trứng, không phải khát khó mà chỉ đơn giản là ngẫu hứng. Dân chơi tầm thường mà so với anh thì đâu xứng, nên xin lòng ganh tị ghen ghét ở sâu lưng. Nhưng mà không sao đâu, anh vẫn bao ngầu, anh vừa chơi bao lâu anh vẫn bao giàu. Không còn hơn thua nhau cho nó đau đầu, tiền tài mỹ nữ nó cứ lao vào. Mấy thằng tay gặp anh là cúi đầu mà khép nếp, đối với anh thì tụi nó cũng chỉ là tôm tép. Chỉ cần tiền tài chứ cần gì phải mồm mép, tiền anh mua được mọi thứ, thế từng nào mà dồn ép. Anh thì vẫn là anh, đậm chất còn bất diệt, tên tuổi lưu truyền người sâu trong đất Việt. Không phải danh nhân như anh Hầu Tấn Kiệt, chỉ cần nhớ công tử Bạc Liêu chính là nhân cho thứ thiệt. Nhân cho thứ thiệt. Nghe danh công tử Bạc Liêu, nghe danh công tử Bạc Liêu chưa? Nghe danh công tử Bạc Liêu, yeah. Thank you.
Một nơi mọi người dừng lại lâu nhất là bàn thờ ông Trần Trinh Huy và bà vợ đầu. Người ta bảo không ai đếm được công tử Bạc Liêu có bao nhiêu bà vợ. Nhưng người vợ đầu tiên là bà Ngô Thị Đen được cưới hỏi đàng hoàng, con của ông bá hộ giàu có trong vùng. Những người còn lại là vợ lẽ của ông, trong đó có một phụ nữ quốc tịch Pháp tới tham quan dinh thự công tử Bạc Liêu. Ngoài việc được nghe giới thiệu những nét kiến trúc, sự ra đời của ngôi nhà, các vật dụng, đồ dùng liên quan, du khách còn được hướng dẫn viên kể lại những giai thoại về chủ nhân của nó, cậu Ba Huy. Theo các giai thoại này thì công tử Bạc Liêu là người Việt Nam sở hữu riêng máy bay đầu tiên cả nước, đi thăm quan ruộng bằng máy bay đầu tiên. Người đầu tiên, người tổ chức đấu xảo sắc đẹp, tiền thân của các cuộc thi sắc đẹp sau này. Đầu tiên tại Nam Kỳ là người Bạc Liêu sở hữu nhiều đất đai, sở muối, đất làm muối, khai thác than, phố lầu cho thuê nhiều nhất nên rất giàu có. Điển hình là chuyện thi đốt tiền nấu chè với Bạch Công Tử, hay Công Tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu đã đi vào lời nhạc. Công Tử Bạc Liêu cùng với những giai thoại của mình đều đã trở thành hoài cổ dĩ vãng. Ngày nay dinh thự hay còn gọi với cái tên dân giả nhà Công Tử Bạc Liêu đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Và cũng chính những giai thoại về sự ăn chơi, lối sống thống túng, xa hoa của Công Tử Bạc Liêu lại càng khiến cho du khách phương xa thêm tò mò, hiếu kỳ, muốn được một lần một sở thị nơi ăn chốn ở của Công Tử Bạc Liêu. Đến đây du khách còn có cơ hội nghỉ dưỡng trong những căn phòng kiến trúc Pháp sang trọng, đầy đủ tiện nghi, trải nghiệm cuộc sống trở thành những bà hoàng công tử sang trọng tại khách sạn Công Tử Bạc Liêu. Quý vị thấy căn nhà như thế nào ạ? Riêng Lộc thì Lộc cảm thấy rất là thích cũng như là muốn sở hữu cho gia đình mình một cái căn nhà như thế này nha. Đó thì quý anh chị ơi, quý anh chị hãy nhấn một like và một lượt đăng ký kênh để giúp Lộc tạo động lực cho Lộc đi quay thêm những căn nhà đẹp gửi đến cho quý anh chị tham khảo, cũng như là những cái mẫu thiết kế nhà thật là đẹp để cho quý anh chị lựa chọn được những cái căn nhà thật là thích hợp cho gia đình mình nha. Cuối video, Lộc Nguyễn xin chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Chúc quý anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
Thank you.